Hội chứng ghét thứ hai. Theo số liệu khảo sát trên 2.000 người trẻ của Talkwalker, thứ hai chính là ngày bị căm thù bậc nhất với số phiếu gần 60%, nhiều hơn tất cả những ngày còn lại trong tuần gộp chung. Thế nhưng, có lý do gì cho hội chứng ghét cay ghét đắng thứ hai này không? Là vì ghét sếp, chán công ty, trường học, không muốn đi làm hay còn nguyên nhân sâu xa nào đó nữa? Trước thứ hai, đa phần dân tình ai nấy đều có 48 giờ tuyệt vời, tha hồ được làm điều mình muốn, không một nỗi lo công việc nào vướng mắc, khiến ăn cũng thấy ngon hơn, đi ngủ cũng yên giấc hẳn. Thế nhưng thứ hai bắt đầu, đồng nghĩa với sự tự do của bạn đã chấm dứt và phải đợi thêm 5 ngày nữa mới được xả hơi, ăn chơi thoải mái tiếp. Thứ hai đánh dấu sự bắt đầu của vòng lặp nhàm chán trong cuộc đời mỗi người. Tiếp tục đi học, đi làm, tiếp tục nỗi lo cơm áo gạo tiền, đè nặng lên tấm thân. Tất cả những thứ này, cộng thêm 48 giờ cuối tuần thoải mái, càng khiến hương vị của thứ hai đắng chát, chẳng ai muốn thử chút nào. Những món nợ phải trả vào thứ hai. Đầu tuần luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất, vừa phải giải quyết công việc tồn đọng của tuần trước đã bị trì hoãn suốt những ngày cuối tuần, vừa đối diện với nỗi lo không biết tuần này sẽ phải làm gì tiếp theo. Liệu sếp có email giao thêm việc không? KPI tuần này ra sao? Khách hàng có bắt chỉnh sửa gì thêm không? Những sự sợ hãi về một núi công việc còn đang mơ hồ ấy khiến bao người luôn mong thứ hai đừng bao giờ đến. Cảm giác mệt mỏi chán chường do giờ sinh học bị đảo lộn. Trong tuần, do công việc bận rộn và nhiều thứ phải lo nghĩ, dân tình thường khó được ngủ sớm hay ngủ đủ giấc. Thế nhưng cuối tuần, rất hiếm người dành thời gian cho việc ngủ nghỉ. Họ quan niệm mai không phải đi làm nên có thể đi chiêu thả ga, thức khuya kể thêm phim rồi ngủ nướng vào hôm sau cũng được. Song thứ hai trở lại, giờ giấc của dân tình lại phải thay đổi thêm một lần nữa để phù hợp. Việc đã quen ngủ nướng sẽ khiến mọi người khó dậy sớm vào thứ hai, cũng như thấy uể oải, mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng vì không ngủ đủ giấc. Đơn giản là vì ghét sếp, ghét công việc và muốn trốn tránh. Có một câu nói như thế này: những người bị ám ảnh bởi thứ hai không thật sự ghét thứ hai, họ chỉ ghét công việc của mình thôi. Và câu nói trên hoàn toàn đúng với một số người. Thật ra, có những người chỉ là họ đã quá chán chường công việc, quá ghét sếp khó tính hay bắt bẻ, chửi mắng và quá ghét những người đồng nghiệp luôn tỏ ra tốt bụng nhưng thích đâm sau lưng, giành quyền lợi cho mình. Việc bắt đầu một chuỗi ngày đi làm sau khi đã xa lánh được những điều tiêu cực ấy trong thời gian ngắn ngủi làm họ stress, mệt mỏi vô cùng và muốn trốn tránh. Ai cũng ghét thứ hai, tại sao tôi không được ghét thứ hai? Tất cả chúng ta đều coi thứ hai là kẻ khó ưa và là ngày tồi tệ nhất trong tuần. Song thực tế, nếu bạn không yêu mến công việc của mình, không có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, những ngày còn lại cũng đáng ghét không kém gì. Thứ hai, không phải lúc nào cũng xấu, chỉ là đôi khi những bóng ma tâm lý và hiệu ứng của mạng xã hội, những người xung quanh quá lớn khiến bạn không nhận ra được các giá trị khác. Chẳng hạn như một người mới được nhận việc, thứ hai đánh dấu khởi đầu chặng đường mới của họ, mang đầy hy vọng, đổ lỗi cho thứ hai không giúp ích được gì cho việc cân bằng lại cảm xúc hay giải quyết những hỗn độn trong công việc và cuộc sống của bạn. Thay vào đó, bạn có thể tự mình sắp xếp lại những mớ bồng bông ấy, phân nhỏ những vấn đề của mình vào các ngày khác trong tuần để giảm bớt áp lực lên thứ hai. Bằng cách đó, mỗi ngày với bạn đều sẽ là chủ nhật bình yên, vui vẻ.